Xin chào mọi người, hôm nay em Kiên lại tiếp tục mang lại cho mọi người thêm một sự lựa chọn về chiếc kệ tivi. Đây, mọi người có thể thấy là đây là một chiếc kệ tivi được làm hoàn toàn từ chất liệu gỗ ốc chó. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của chiếc kệ ngày hôm nay em giới thiệu đó là một chiếc kệ tivi vẫn chưa được sơn, chưa được xử lý bề mặt. Đó, thì ngay từ phần mộc thô như thế này em sẽ giới thiệu đến mọi người để xem là chiếc kệ tivi em Kiên sản xuất nó có những cái điểm gì, nó đáng chú ý, nó nổi bật và nó xứng đáng nhất với những cái khoản chi phí mà mọi người bỏ ra nhé. Đầu tiên thì đây cũng là một trong những cái mẫu kệ tivi có cái kiểu dáng tương đối là quen thuộc. Mẫu chân xoắn này đã rất nhiều lần được em Kiên giới thiệu với mọi người trên các kênh của em. Tuy nhiên thì mẫu kệ ngày hôm nay sẽ có một chút nhấn nhá. Đây, mọi người có thể thấy là nhìn sơ qua thì chiếc kệ cũng đã có rất nhiều những điểm mới mẻ rồi. Chắc hẳn mọi người còn nhớ mẫu kệ VMK01 của em. Thì mẫu kệ này cũng là một trong những mẫu kệ tivi chân xoắn như vậy. Ngoài ra thì nó có một vài những cái điểm cải tiến giống như là mọi người thấy trên video đây. Đây là một cái khung. Đó, một chiếc khung này, ở bên trong của chiếc khung này sẽ có hai phần. Đầu tiên sẽ là một cái hệ hộc để đồ. Đó, hộc để các cái đồ dùng và vật dụng điện tử như là đầu DVD, đầu kỹ thuật số hay là những cái thiết bị anten wifi. Mọi người có thể để vào cái phần hộc này. Khi mọi người để những thiết bị điện tử ở phần hộc này thì mọi người sẽ có cái sự lựa chọn, đó chính là để cái chiếc TV lên cái phần mặt kệ đây. Đó, thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể giúp cho cái kệ TV hoặc là cái không gian nó rất là ngăn nắp. Hoặc là mọi người cũng có thể treo cái TV ra cái phần vách trang trí ở ngay đằng sau. Tuy nhiên thì khi mà treo cái TV ra phần vách đằng sau thì mọi người có thể để những cái đồ dùng vật dụng về thiết bị điện tử lên phần mặt đây. Thì đôi khi lại không cần đến cái phần hộc ở bên dưới nữa, thì có thể làm những cái phần ngăn kéo nó to ra, đó, nó chám hết cái phần ô này. Đó, thì đó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn để cá nhân hóa về sở thích và về cái điều kiện sử dụng của từng quý khách hàng khác nhau. Rồi, đó chính là cái phần hộc bên trên. Tiếp theo sẽ là một cái hàng lên tới 3 cái ngăn kéo ở bên dưới. 3 ngăn kéo này thì mọi người có thể thấy là đó, 3 ngăn kéo có diện tích rất là vừa phải luôn. Đó. Ngay từ phần mộc thô nên là mọi thứ nó vẫn chưa được trơn tru cho lắm đâu. Ví dụ như là cái phần ngăn kéo này đôi khi nó còn hít, nó còn chưa được trơn tru cho lắm. Thì mọi người cũng hay thắc mắc với em Kiên là ở trên video nhiều khi nó cứ hay bị sựng hay là hay bị kẹt. Em Kiên xin phép giải thích với mọi người là những cái phần bi của dây giảm chấn này khi mà nó tiếp xúc với môi trường lán xưởng rất là nhiều bụi, cộng với việc là nó vẫn còn đang ở những cái giai đoạn mộc thô ban đầu, mọi thứ nó vẫn chưa được trơn tru, thì khi mọi người sử dụng cái kệ tivi ở trong gia đình thì trong quá trình sử dụng kéo ra kéo vào nhiều thì nó sẽ giúp cho nó trơn tru hơn rất là nhiều. Đó, thì ba cái ngăn kéo này mọi người có thể thấy là hai cái ngăn kéo ở hai bên thì mặt trơn toàn bộ, nhưng mà ngăn kéo ở giữa thì sẽ được sử dụng phương án đó là những cái đường đục CNC uốn lượn. Đó, đây là một cái kiểu dáng rất mới và thời gian gần đây em Kiên rất hay sử dụng trên những sản phẩm nội thất của mình. Một cái sự cách điệu nhẹ nhàng, tuy nhiên thì nó cũng rất là mới mẻ. Đó. Tiếp theo sẽ là hai cái phần cánh ở hai bên. Đây, mọi người có thể thấy là hai cái phần cánh ở hai bên này được mở ra hoàn toàn, và cái bản lề trang bị đó là một cái bản lề dạng là hít. Đó, một cái bản lề nó chịu lực. Đó. Nó giảm chấn. Đó, thì hai cái ngăn kéo ở hai cái cánh ở hai bên thì mọi người có thể thấy là có những cái đường nét cách điệu rất là đẹp. Nó để nó ăn tiệp vào cái phần khung chạy xung quanh đây. Khi mà mình đóng vào nó sẽ rất là khớp. Đó, nó khớp hoàn toàn luôn, rất là đẹp, rất là đều, rất là đồng bộ. Đó, và tất cả những cái mẫu tivi, kệ tivi này em Kiên đã thiết kế và cho tinh chỉnh thì đều mang những cái tỷ lệ gần như là hoàn hảo nhất rồi. Về chân, về chiều cao của chân, về chiều cao của thân kệ và về cái độ dày của mặt kệ. Đó, tất cả mọi thứ đều được fix rất là kỹ sau cái quá trình sản xuất rất là nhiều năm của em rồi. Đây, mọi người có thể yên tâm về cái tỷ lệ kệ. Thì nói qua một chút về kích thước thì chiều dài của chiếc kệ này là 2m20, chiều rộng là 40cm này. Và chiều cao tính từ mặt sàn lên đến mặt kệ đây là 60cm. Đó, cái tỷ lệ chân cũng rất là vừa phải, nó khoảng hơn 10 phân thôi. Đó. Còn lại là nó sẽ dành cho cái phần mặt kệ rất là dày đấy, mọi người có thể lại gần và thấy được cái phần mặt kệ em làm rất là dày dặn, cực kỳ là chắc chắn. Và em tự tin là tất cả những cái mẫu TV hoặc là những cái mẫu loa đài có cái trọng lượng nặng nhất thì đều có thể trang bị lên đây mà không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Đó, mọi người hoàn toàn không phải lo lắng. Hoặc là quý anh chị khách hàng nếu như mà có yêu cầu làm cái phần mặt này nó dày lên thì có thể trao đổi với em. Đó, trao đổi với em một chút để có thể phù hợp mẫu kệ hơn với quý anh chị khách hàng, để mọi người có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Đó, đây mọi người có thể thấy là những cái nước mộc đầu tiên của gỗ ốc chó thì nó vẫn rất là nuột. Đó,
của ốc chó thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó là cái tông gỗ của nó rất là mịn, và khi mà sơn lên đây thì mọi người sờ chạm thôi nó cũng rất là bóng bẩy, rất là đẹp đó. Đặc biệt thì dòng gỗ ốc chó nhập khẩu này nó sẽ cực kỳ là an tâm trong quá trình sử dụng, bởi vì cái quy trình tập xẻ sấy của nước ngoài nó vẫn hơn rất là nhiều so với cái quy trình xử lý ở trong nước hiện tại. Rồi, mẫu kệ TV ngày hôm nay em giới thiệu nói riêng và tất cả những cái mẫu sản phẩm nội thất khác nói chung đều được sản xuất hoàn toàn từ chất liệu gỗ tự nhiên, thì mọi người xin vui lòng liên hệ với em thông qua số hotline 098 559 6556 để em Kiên có thể trực tiếp tư vấn và hỗ trợ mọi người ngay lập tức. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ em Kiên. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.